nó qua nó đá máy, tại vì mình biết biết nó qua đá máy, nó không dám chơi trống đứng trên hết rồi. Chiên chiên giòn ngon. Mình gửi lên nè. Cô Sám nè ha. Thì ta sẽ tình hình mình đi vợt dựng kim mồi và giờ đã bảy sao đỏ luôn ha. Đây giờ có mấy ốc vít mồi mới lên ha. Mình khép cái cửa lại mình đi luôn. Và anh em biết ốc vít thì hiện tại là có chia sẻ cho anh em chơi ha. Ốc vít mồi mới lên 2,5 triệu một con ha. Còn ốc vít giật lụp là 2 triệu. Còn ốc vít mà tố chắc thì tương lai lên mồi được, chưa giật lụp thì giá 1,5 triệu ha. Thì anh em có nhu cầu thì cứ đến mình lựa cho nó vừa ý vừa lòng ha. Đây tới các bạn. Đây có ngõ vít già để nó đẹp. Đã thiết kế dùng đồng tay ha. Dùng con trống để kêu máy ha. Trống này mình treo bên đây các bạn, treo từ cây dâu khô, cái dâu khô thì
đói quá.
trống trống tiền mình đâu có nuôi nó đâu con, trống tiền nhau trống chỗ rồi nè, thôi mình thả nhau. Dính con mái các bạn, dính mái ha, chim này chim sâu đoạn trường các bạn. Rồi, bỏ
nó ở đây này bạn, nó ở đây mệt mỏi nó ở mệt mỏi nó vào mỏi mình bỏ đảo nó. Ngon rồi đây nè. Nó qua nó đá mái. Tại vì mình biết, biết nó qua đá mái. Nó không dám chơi trống, đứng trên hết sức rồi. Bữa thì ngồi hót nó không hót, giờ nó quay vào máy rồi. Bài vào máy rồi à. Qua tụt xuống trống mình mới cay chứ. Anh đá, đá trống mình. Nãy cái keo vào dứt lạnh rồi. Anh lạnh qua máy dứt máy rồi. Anh xuống máy mình rồi. Ốc vít nó đang lỡ đằng câu, nó lỡ đằng ma. Đằng chỗ mình nữa. Mồi mình nó rút quá trời, đây cần câu thì nó ăn nữa. Cái cá nhỏ đẹp không. Rồi rồi rồi, cá chạch các bạn, cá chạch chạch ha, chạch này cũng ngon, ngon lắm. Chạch này chiên chiên giòn ngon. Lỡ ra nè, nó sảy keo của con máy mồi các bạn, nhảy xuống cái cây keo sao mà nó sảy ta, không nguyên do, không biết nguyên do sao nó sảy, hay là nhảy nhánh cái bên mình không thấy rõ, chắc là gì nó nhảy nhánh cái bên quá, rồi cái ảnh nhợn luôn sao, hay là anh sảy keo, anh sảy keo anh nhợn. Nên anh bay luôn, bay đâu luôn à. Giờ lục qua đây hết rồi. Đây dễ đánh hơn rồi. Còn, anh còn ở trên cái vị sỏi á. Qua giờ á.